bạn đã trở lại với kênh Cuộc Sống Miền Tây. Tom Ford rất là nổi tiếng với những cái dòng sản phẩm unisex điển hình giống như là Tom Ford Tobacco Vanilla hay là phiên bản Cherry vừa mới ra, một cái phiên bản đầy ắp một cái khu vườn Cherry, hoặc là cái phiên bản Coffee and Rose, nghĩa là một cái phiên bản cà phê và hoa hồng và vân vân. Tom Ford khá là nổi tiếng với tất cả những cái dòng nước hoa đó, tuy nhiên với cái mức giá khá là cao thì Tom Ford khó lòng mà định hướng cái khoản khách hàng của mình được, bởi vì thường thì Tom Ford làm những cái dòng unisex thì rất là được ưa chuộng, nhưng mà những cái với mức giá khá là cao như là làm từng nói đi phải nói lại thì Tom Ford là một cái sự lựa chọn khá là xa xỉ cho tất cả những cái người mà muốn sở hữu những dòng nước hoa unisex đình đám ở trên thế giới. Thì nói về Tom Ford một chút xíu, Tom Ford nằm trong top 15 những cái công ty làm nước hoa nổi tiếng, bên cạnh Chanel, Lancome, Gucci và Versace vân vân. Và rất là Tom Ford cũng nổi tiếng với những cái dòng niche, nghĩa là những dòng nước hoa khá là đẳng cấp và đắt tiền, và chỉ sản xuất cho một cái số bộ phận ít thôi, bộ phận ít người dùng thôi, chứ không phải là dùng cho số đông. Cho nên Tom Ford nó hơi bị hiếm và đắt tiền ở chỗ đó. Với lại Tom Ford ngoài cái việc làm nước hoa thì họ còn làm những cái bộ veston, những cái bộ vest của những cái người đàn ông mà điển hình như là làm những cái bộ vest của các vị lãnh sự hoặc những cái người làm đương chức rất là cao. Cho nên là Tom Ford nó đắt tiền ở chỗ đó. Và Tom Ford rất ra những cái mẫu nước hoa gần đây nhất mà Lâm cũng khá ấn tượng, đó chính là Lord Cherry, hay là cái phiên bản Amber của Leader, nghĩa là một cái hương gia thuộc rất là đẳng cấp. Đó chính là dòng mới nhất luôn. Và cuối năm 2018 thì Tom Ford cũng đã ra cái dòng Amber Leader. Cái dòng này Tom Ford Amber Leader hay các bạn, nghĩa là gia thuộc, thuộc đúng cái dòng gia thuộc của nó luôn. Thì ngửi cái mùi này ở trong cái store thì Lâm lập tức liên tưởng đến cái phiên bản cái Boston Ravanesta mà trước đây Lâm cũng đã từng làm rồi. Thì cái dòng này nó thơm có lẽ là ngang ngửa với cái kia, nhưng mà cái kia thì nó hơi ướt át hơn, còn cái này thì nó hơi khô và mộc hơn. Và Lâm giới thiệu các bạn là về cái cảm quan bên ngoài của cái hộp trước ha các bạn. Tom Ford nó làm cái hộp Amber Leader khác biệt so với những cái dòng mà Cafe Rose, hay là những cái dòng mà Shanghai, hay là Thượng Hải, hay là vân vân, hoặc là tea, và những cái dòng trà rồi đó, thì nó không có giống như là những cái kiểu chai và kiểu hộp. Cái kiểu kia có lẽ là đẳng cấp hơn nữa, chỉ có 50ml thôi là giá cũng đã rất là cao rồi. Còn đây là chính là 100ml nha các bạn. Cái chai này được sản xuất tại Switzerland, Thụy Điển nha các bạn. Một cái màu đen rất là ấn tượng và nó rất là thuần chất. Một cái logo Tom Ford cách điệu trên đây ha, Tom Ford. Khi mà mở cái hộp ra thì cái kiểu thiết kế chai của nó cũng hoàn toàn khác những cái dòng Tom Ford mà Lâm từng biết, là cái kiểu chai vuông vức và nó có một cái nắp cũng hơi vuông luôn. Thì Tom Ford làm cái kiểu này là mới hơn, cái kiểu lạ và không có đụng hàng so với những cái dòng Tom Ford trước đây. Tom Ford Black Orchid hoặc là Velvet Orchid thì cái kiểu dẹp dẹp với những cái lằn sặc sọc sọc á, nó đã qua cái thời đó rồi. Người ta đã quay qua trở lại với một cái dòng mà nó đơn thuần và rất là đơn giản, mộc mạc như thế này thôi các bạn. Một cái và Tom Ford muốn nhấn mạnh đây là một cái mẫu da thuộc thuần chất, cho nên là ở đây á, là một cái miếng da thật các bạn, mà được khắc laser lên trên đây. Khắc laser lên là Tom Ford Amber Leader, mà cái này cái miếng này là bằng da, còn cái bản thân cái chai này á, thì có Lâm nghĩ là nó bằng thủy tinh. Và cái nắp của nó cũng có lẽ là bằng kim loại, rất là nặng tay, cầm khá là nặng tay. Và bên trên có một cái logo Tom Ford được in ẩn ha. Bên trong thì nó không có gì hết và cái nắp này khá là nặng tay. Cái màu này nó giống như là cái màu matte black ở trên cái iPhone vậy á. Một cái màu đen, nhám. Ở dưới đây thì có thông số ha các bạn. Để làm test thử cái mùi này cho các bạn xem ha. Đúng là một cái mùi da thuộc rất là đậm. Và đây là một cái dòng unisex, nghĩa là nam và nữ đều xài được. Thì nhưng mà theo cảm nhận của Lâm á, thì Lâm thấy là cái dòng này là nam sử dụng thôi, chứ còn mà nữ á, mà sử dụng á, thì có lẽ là nó hơi cứng quá, nó hơi tomboy quá. Thì
hồi sáng hôm nay lúc mà Lâm chụp hình để mà gửi ảnh cho tất cả các khách bạn khách của Lâm á, thì đâu đó là tầm khoảng 8 giờ mấy, gần 9 giờ, mà bây giờ là 12 giờ hơn, gần 1 giờ rồi, cũng là sắp đến giờ đi giao hàng của Lâm rồi, nghĩa là đâu đó 5-6 tiếng rồi. Nhưng mà lúc nãy á, cái khu vực này của Lâm xịt á, nó vẫn còn mùi thoang thoảng ha, mặc dù là Lâm chạy xe ở ngoài đường là nắng gió và bụi, chứ còn nếu mà cái mẫu này mà sử dụng ở trong phòng kính máy lạnh á, thì cái độ lưu hương nó còn xuất sắc hơn nữa. Ở trên cái trang Parfumista thì người ta đánh giá cái dòng này là cái điểm cũng khá là cao. Các bạn hãy lưu ý một điểm là một cái chai nước hoa mà được điểm cao á thì đòi hỏi là phải một khoảng thời gian thật là dài, thật là lâu để những cái khách hàng người ta có cái dịp trải nghiệm, và khi đó người ta mới đánh giá. Thì có những cái dòng mà rất điểm rất là cao, tuy nhiên nó phải mất một khoảng thời gian rất là dài để mà người dùng đánh giá. Thì cái Tom Ford Urban Leader này nó chỉ mới ra mắt hồi cuối năm 2018, đầu hai năm 2019 thôi, mà điểm của nó cũng đã gần như là gần đạt tới đỉnh rồi. Thì nghĩa là Tom Ford Urban Leader đã chinh phục tất cả những cái khách hàng của mình ở trên thế giới như thế nào hay các bạn. Nói về cái tông mùi này một chút xíu nữa đi, thì có mùi da thuộc, có mùi theo những mô tả mà ở trên những cái trang trên mạng á, thì có mùi hổ phách và long diên hương vân vân. Tuy nhiên là những cái mẫu, những cái nốt hương đó thì Lâm vẫn chưa ngửi ra, mà Lâm chỉ thấy là một cái mùi da thuộc và gỗ nó đang xen lẫn nhau thật là rất là sâu, rất là đậm. Điển hình như là Lâm ngửi được cái mùi da thuộc ha, một cái mùi mà kiểu giống như là trong cái lúc mà những cái túi xách mới hoặc là những cái túi hàng hiệu á, những cái túi da hàng hiệu á, chúng ta mở ra thì chúng ta nghe một cái mùi đó xông lên, thì đó là mùi leather, mùi da thuộc ha các bạn. Và có mùi gỗ trong đây, một mùi gỗ cũng khá là đậm, khá là chất, nhưng mà nó lấn át khoảng đâu đó 3 đến 4 phần thôi, còn những cái phần còn lại là da thuộc rất là đậm, rất là thuần. Mẫu này rất là hay, sang trọng, nghĩ là nếu mà một cái những cái người mà mộ điệu thì thường chọn cái mẫu này để mà sử dụng trong những cái dịp tiệc tùng hoặc là party, hoặc là những cái dịp nào đó nó hơi quan trọng một chút. Chứ cái dòng này mà sử dụng hàng ngày thì nó hơi bị quan phí, và với lại là nó cũng không quá thích, nó không thích hợp nữa. Thì dòng này chỉ dùng để đi tiệc trong những dịp quan trọng rồi ha. Thì Lâm nghĩ là cái độ tuổi khuyên dùng là khoảng đâu đó là trên 25 tuổi sử dụng sẽ hợp hơn. Còn nếu mà dưới 25 tuổi thì nó sử dụng không thích hợp đâu, bởi vì nó cái mùi nó hơi già. Các bạn có quan tâm đến sản phẩm này thì hãy liên hệ với mình qua hotline 0939010432 ha, hoặc là các bạn có thể like cái fanpage của mình. Và rất là cảm ơn những cái khách hàng đã xem kênh của mình và đã ủng hộ bằng những cái nút like và subscribe. Với có một cái khách hàng nhí ở Thanh Hóa đã xem kênh của mình và rất là quan tâm tới sức khỏe, và đã có những cái lời dặn dò rất là ý nghĩa, và mình rất là cảm ơn bạn khách nhí ha. Và cảm ơn anh thầy giáo ở An Giang đã ủng hộ Lâm trong xuyên suốt trong những thời gian qua. Cảm ơn các bạn, và đừng quên bấm nút subscribe để chúng ta còn gặp nhau trong những cái video clip mới nữa ha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn.